Nhận định chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều sự kiện liên hoan hội họp sẽ diễn ra, kéo theo những phức tạp về vi phạm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Thời gian này thì lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đang tập trung xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường trong nhiều khung giờ. 9 giờ tối, chốt kiểm soát nồng độ cồn được tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 triển khai thực hiện. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân mang tâm lý chủ quan, cố tình vi phạm. Tôi thì làm ở dưới Hoài Đức, làm xây dựng. Tôi hôm nay liên hoan đổ mái, liên hoan anh em thợ, nên là tôi cũng làm mấy đi đến động viên anh em thợ. Và tôi thì vẫn bình thường, và tôi vẫn đi xe về được. Bình thường mà tôi vừa đá bóng à? Có sao đâu, chẳng qua tôi nồng độ cồn có thì mình ghi nhận, mình có sai. Chứ còn mình có mấy công việc thì mình chấp nhận thôi. Rượu bia là một trong những chất kích thích gây mất kiểm soát cho người dùng. Vì thế, không ít trường hợp người vi phạm khi bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xử lý đã có thái độ phản ứng gay gắt, không hợp tác. Nếu không kịp thời bị phát hiện, có lẽ khó có thể nói trước được điều gì khi những người vi phạm này vẫn điều khiển xe trên đường. Tôi vừa kiểm tra được khoảng 200 trường hợp, thì trong đó có khoảng 6 trường hợp đang tiến hành lập biên bản. Trong khi làm nhiệm vụ thì chúng tôi có gặp những người dân mà có những phản kháng. Ngoài cái việc mà thuyết phục, giải thích những cái lỗi thắc mắc của người dân thì chúng tôi cũng cương quyết xử lý triệt để những việc vi phạm người dân. Không những thế, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập bên đường xem chốt cũng khiến quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng gặp khó khăn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý những cái trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Và chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt những nhiệm vụ của cấp trên giao phó. Để tránh tình trạng các lái xe khi thấy chốt cảnh sát giao thông thì đi đường vòng, đường nhánh để né tránh, thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ triển khai các tổ tuần tra sử dụng mô tô lưu động, kịp thời phát hiện, xử lý ngay khi các lái xe tham gia giao thông trên đường, kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông do ma men gây ra.